Bây giờ thì mình sẽ vào cái cổng Dimension Door này cho các bạn xem nhá. Chắc là các bạn cũng đang hóng cái cổng này lắm rồi đấy. Các bạn đặt cái trụ này ở căn cứ của các bạn, và các bạn đi lạc, đi xa mà các bạn không nhớ được về, các bạn chỉ cần lấy cái gương sao băng này ra và giữ vào. Đó, như vậy là các bạn có thể dịch chuyển về cái trụ này rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong tất cả các bạn đang đến với channel của mình và mình là Noob Gamer đây. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài addon Hexit V12 cho Minecraft PE nhé. Trước khi mình hướng dẫn các bạn cài ấy, thì mình sẽ review sơ qua về cái bản addon Hexit V12 lần này nhá. Ở đây thì là sẽ có những cái cập nhật của mình như này, thì mình đã để những cái cập nhật của mình ở trong gương rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho tất cả các bạn xem những thứ mới có trong cái bản addon Hexit V12 này. Mình chỉ cho các bạn xem sơ qua thôi, tí nữa thì mình sẽ review chi tiết nhá. Thì hiện tại mấy cái ba lô này thì vẫn chưa thể nào sử dụng được đâu nha, nên là các bạn thông cảm giúp bọn mình. Chắc là V13 thì bên mình sẽ sửa lại sau nhá, chứ ba lô này các bạn vẫn chưa thể nào dùng được đâu. Đó, đây là toàn bộ những gì có trong cái bản add-on V12 lần này. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết về cái bản add-on này nhá. Đây, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn lại các bạn cách dùng bản enchant theo ý muốn. Bây giờ thì các bạn dùng bản enchant theo ý muốn ấy, thì các bạn cần phải cho mình kệ sách này với lại một cái bàn enchant theo ý muốn các bạn đặt ra, và các bạn xây kệ sách theo này cho mình nhá. Đây, các bạn xây như này. Đầu tiên là các bạn xây 5x5 cho mình. Đấy, 5x5 rồi nhá. Giờ các bạn qua đây, 5x5 này. Sau đó các bạn xây cao lên 2 ô. Đó, như vậy là các bạn đã xây 5x5 rồi nhá. Sau khi các bạn xây 5x5 xong ấy, thì các bạn đặt cái bàn chế tạo, à, bàn enchant theo 4 hướng. 1, 2, 3, 4. Đấy, các bạn đặt theo 4 hướng như này. Thì các bạn đặt hướng nào thì đặt, mình sẽ đặt theo hướng ở đây nhá. Và các bạn chỉ cần đặt hai kệ sách hai bên cạnh nữa thôi là các bạn đã có thể sử dụng được cái bàn này rồi. À, và các bạn cần phải đặt thêm vào đây nữa. Đấy, các bạn xây như này thì các bạn mới có thể dùng được nhá. Bây giờ thì mình sẽ, mà đặc biệt là cái bàn này các bạn chỉ có thể sử dụng được trong chế độ sinh tồn và yêu cầu tối thiểu là level 20 trở lên thì các bạn mới có thể dùng được cái bàn này. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua chế độ sinh tồn, cũng như là mình sẽ lấy level mình lên 20 để mình review cho các bạn xem nhá. Sau đó thì các bạn cần phải nhảy lên cái bàn này và các bạn cần phải bấm vào đúng chỗ này. Đấy, các bạn phải bấm vào đúng trung tâm ở đây nhá. Còn các bạn mà đây, các bạn nhảy lên mà các bạn bấm vào góc này, các bạn bấm vào góc thì nó sẽ không được, các bạn cần phải bấm trúng trung tâm ở đây. Đấy, và sau đó thì các bạn có thể sử dụng được cái bàn này rồi. Đấy, ở đây thì sẽ có rất là nhiều hiệu ứng nhá. Đây, mình sẽ enchant sắc bén này và sắc bén 5 này. Sắc bén 5 là 27 kinh nghiệm nhá. Mình sẽ enchant này. Đó, và kiếm của mình đã lên được sắc bén 5 rồi nhá. Đây, 15 sức tấn công nhá. Và cái bàn này, nếu mà các bạn mà không enchant được ấy, thì các bạn cần phải đổi hướng cho cái bàn phù phép này thì mới có thể enchant được nhá. Đây thì các bạn, nếu mà bạn làm giàu ấy, thì các bạn có thể xây theo cách này cũng được, mà nó chỉ dùng được theo hai hướng thôi nhá, chỉ được theo hướng ngang này thôi. Hướng theo mặt trời mọc thì mới được nhá, còn hướng theo mặt trời mọc với mặt trời lặn thì mới được nhá, còn hướng này thì sẽ không được. Đấy, đây, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Các bạn bấm vào này. Đấy, sẽ được nhá, ở đây sẽ được này, còn ở đây này, bấm thế nào cũng không được này. Còn mình sẽ qua bên này này, bấm này. Đấy, vẫn được nhá. Còn bên này, đấy, dù bấm như nào cũng không được, nên là các bạn chỉ bấm được ở hai hướng thôi nhá. Nếu mà bạn nào mà không được ấy thì các bạn có thể xoay hướng cho mình. Còn cái hỏi chấm này là cái phần mô tả của cái add-on Hexit này nhá. Đấy, đây là phần mô tả. Tiếp theo thì sẽ là hoa hiệu ứng nhá. Đây, hoa hiệu ứng ở đây nhá. Hoa hiệu ứng này thì sẽ giống trên PC nhá. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đầu tiên thì hoa này thì sẽ dịch chuyển các bạn đi này. Đó, các bạn sẽ bị dịch chuyển đi nhá. Tiếp theo thì hoa này khi các bạn đi vào thì các bạn sẽ bị hiệu ứng độc nhá. Còn hoa này thì các bạn bị bay lên trời. Hoa này đi vào thì các bạn sẽ được kháng cự này. Hoa này thì sẽ bị làm chậm. Còn hoa này thì khi các bạn đi vào sẽ được hồi máu nhá. Đấy, đây thì cũng được kháng cự nốt. Đó, đấy, đấy là về phần hoa hiệu ứng. Theo thì ở đây bên mình sẽ cập nhật thêm một loại cổng mới, đó chính là cổng Dimension Door nhá. Đây thì cổng, đây chính là một loại cổng mới này. Cổng này thì khi các bạn vào đây thì sẽ có rất nhiều cạm bẫy.
các bạn nào mà xem trên PC thì các bạn cũng đã biết thì những cái cổng này đấy. Những cái cổng này thì nó sẽ được spam ra tự nhiên nhá. Trong tự nhiên nó sẽ spam ra những cái cổng này, hoặc là các bạn có thể lấy cái kiếm này và các bạn bấm vào. Đấy, khi các bạn bấm vào là các bạn có thể triệu hồi ra những cái cổng như này. Thì tí nữa cuối video mình sẽ vào cái cổng này cho các bạn xem nhá, chứ bây giờ mình sẽ chưa vào luôn đâu. Tiếp theo ở đây thì sẽ có một loại gương, đó chính là gương biến về này. Đấy, có một cái gương biến về này. Thì công thức của cái gương này mình sẽ cho các bạn xem luôn nhá. Thì đây chính là cái công thức của cái gương biến về này nhá. Cái gương biến về này sẽ có hai cách sử dụng. Cách thứ nhất là các bạn giữ vào màn hình. Đây, các bạn chờ nó loát ra một chút. Đây đây đấy. Đó. Khi các bạn sử dụng thì sẽ spam ra một cái gương như này. Và khi các bạn muốn biến về ấy, các bạn đi đâu xa ấy, mà các bạn muốn trở lại cái gương ấy, các bạn chỉ cần cầm cái gương này lên và giữ vào màn hình. Đó, như vậy là nó đã biến về cái chỗ gương lúc nãy các bạn giữ rồi nhá. Và cách thứ hai là các bạn có thể dùng giường. Đây, bây giờ thì mình sẽ sử dụng lại một lần nữa cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ đặt giường đây này. Và các bạn có thấy cái gương biến về nó đang ở chỗ con chocobo kia không? Bây giờ thì mình sẽ ngủ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Gương biến về lập tức nó ngay ở dưới chân giường các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Bây giờ ví dụ các bạn mà đi xa ấy, mà hoặc là các bạn đang kiểu như là đang gặp nguy hiểm ấy, còn một team ấy, mà các bạn nhanh tay các bạn cầm vào đến cái gương này và giữ vào màn hình. Đó, như vậy là các bạn đã quay trở lại nhà của các bạn luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhá. Tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ có một món thức ăn mới, đó chính là bánh chưng này. Đây, bánh chưng này. Khi các bạn bánh chưng này các bạn có thể đặt ra này, các bạn đặt ra thì nó sẽ như thế này nhá. Và các bạn có thể ăn. Các bạn giữ vào là các bạn có thể ăn. Đấy, còn các bạn nào muốn trang trí ấy thì các bạn có thể đặt ra làm đồ trang trí. Cũng rất là đẹp. Thì đây chỉ là một món thức ăn được cập nhật trong phiên bản Hexit V12 này thôi, chứ những cái phiên bản sau thì bên mình sẽ xóa ra nhá, bởi vì là cái bản Hexit V12 này được ra vào lúc Tết nên là nó sẽ có những cái đồ của Tết như bánh chưng này ấy. Chứ còn những cái về sau ấy sẽ không có Tết nữa nên là bọn mình sẽ xóa ra nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem công thức của cái bánh chưng này. Đây chính là công thức của cái bánh chưng này nhá. Các bạn cần phải có những cái rong biển này, chỉ này, đường, thịt heo, và các bạn cần phải đi lấy cho mình những cái đậu này. Đậu này thì các bạn đi lút trong giường nó sẽ có nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem trang máu trong add-on Hexit V12 lần này. Để mà trang máu xuất hiện ấy thì các bạn cần phải trải qua 5 ngày thì trang máu nó mới xuất hiện nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Trước ngày trăng máu thì trăng nó sẽ đỏ đỏ như này. Và đêm hôm sau sẽ là đêm trăng máu đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Đêm trăng máu này, mặt trăng nó rất là đỏ luôn nhá. Rất là giống trên PC. Và tí nữa đêm đến ấy, thì nó sẽ báo cho các bạn là đêm nay chính là đêm trăng máu. Đây, các bạn thấy chưa? Nó đang bị cái thanh này che mất rồi. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái thanh này sau nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Nó đã báo hiệu là đêm nay là đêm trăng máu này. Đó, đêm trăng máu đến thì sẽ rất là nguy hiểm nhá. Và quái spam rất nhiều đấy chứ chưa. Rất là đông luôn nhá. Đây, và khi trăng máu đến ấy, thì nó sẽ xuất hiện một loại zombie chỉ có trong trăng máu thôi nhá. Nhìn mắt nó đỏ này và người nó đỏ chót. Nó khác xa với con zombie bình thường rất là nhiều. Đấy, và khi bật trăng máu lên thì các bạn thấy chưa, quái spam rất là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ test không thể nào ngủ được trong trăng máu này. Các bạn ngủ này, đấy thấy chưa? Các bạn ngủ thì các bạn lập tức sẽ bị đá văng ra khỏi giường nhá. Và nó sẽ báo lên là bạn không thể nào ngủ trong đêm nay. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất giống trên PC nhá. Đó, khi các bạn ngủ này, các bạn ngủ thì các bạn sẽ bị đá ra như này. Đây, mình sẽ test lại cho các bạn xem một vài lần nữa. Ngủ này. Đấy, khi các bạn ngủ này, cứ bị đá văng ra này. Và nó sẽ báo là không thể nào ngủ được. Đó, rất là giống trên PC. Đấy là cái phần trang máu, còn ở đây thì sẽ có thêm một cái ná slime nhá. Ná slime này công thức của nó chế nó sẽ có ở trong chế độ sinh tồn rồi. Và mấy cái đảo slime nó cũng sẽ spam trong tự nhiên giống bản V11 thôi. Đấy, thấy chưa? Tha hồ cho các bạn đi khám phá các công trình nhá. Các bạn có thể dùng cái ná này để đi khám phá công trình. Đây, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái thanh này luôn. Các bạn muốn sử dụng cái thanh này thì các bạn cần phải ngồi xuống cho mình và các bạn bấm vào màn hình. Ngay sau đó thì các bạn sẽ được một hiệu ứng là sức mạnh. Thì để mà thanh này đầy nhanh ấy, một là các bạn chờ,
hay là các bạn đi đánh quái để nó tăng cái thanh này lên nhá. Tiếp theo thì ở đây sẽ có loot bag này, mà những cái loot bag màu này thì mình sẽ không review nữa, mình sẽ chỉ review những cái loot bag mới thôi nhá. Đây là những cái loại loot bag mới này. Thì ở đây những cái túi này nó được phân ra thành những loại riêng biệt. Đầu tiên sẽ là túi dụng cụ này. Khi các bạn dùng cái túi này, các bạn giữ vào màn hình là các bạn có thể sử dụng được cái túi này. Đấy, và nó sẽ chỉ rơi ra dụng cụ thôi nhá. Còn cái túi này là túi đồ ăn này. Đó, khi các bạn dùng thì nó chỉ rơi ra đồ ăn thôi. Còn đây là túi quặng. Đấy, túi quặng thì chỉ rơi ra quặng này. Còn đây là túi mũi tên này. Đây là túi thuốc này. Còn đây là túi sách nhá. Đây, túi sách khi các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ rơi ra những cái loại sách như này. Và những cái túi loot bag này nó sẽ xuất hiện ở trong những công trình nhá. Và hoặc là các bạn đánh quái nó sẽ rơi ra. Ui, có sách sửa chữa luôn kìa. Ồ, đây là về phần những cái loot bag. Tiếp theo thì sẽ là súng và cung animation. Đây, ở đây sẽ có súng này và cung animation. Cung animation thì mình chỉ test một số loại cung thôi. Mình chỉ test một cái thôi nhá, bởi vì là cái này trong phiên bản Hexit V11.5 mình cũng đã review đấy. Bây giờ mình chỉ review lại cho các bạn nào chưa biết thôi. Đây, cung animation thì các bạn có thể bắn như cung vanilla luôn nhá. Các bạn có thể thấy là kéo cung này. Đấy, kéo cung, và các bạn muốn sử dụng cung animation thì các bạn cần phải bỏ cung vào bên tay trái mới có thể bắn được. Đây, khi các bạn bắn qua lava này, bắn qua lava thì mũi tên cũng sẽ cháy luôn nhá. Tương tự với súng thì các bạn cần phải gắn đạn vào bên tay trái và các bạn cầm súng lên, các bạn ná này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe tiếng của cái súng này nhá. Cái súng này thì các bạn chỉ có thể lấy được ở trong chỗ con cướp biển cầm súng thôi nhá. Con boss cướp biển cầm súng hoặc là những cái tên cướp biển cầm súng thì các bạn mới có thể lấy được cái súng này. Súng này không có công thức chế tạo nhá. Thì đam của nó cũng rất là to, các bạn thấy chưa? Một phát là đi luôn con bò này. Các bạn cũng có thể bắn được từ xa hoặc là tầm gần, mà mình thấy tầm gần đam nó mạnh hơn với lại tỷ lệ trúng cao hơn. Các bạn cứ áp sát như shotgun đấy. Đấy, các bạn cứ dí vào gần nó rồi bắn. Đam rất là to. Và đặc biệt là những cái bạn nào mà dùng mấy cái súng này và những cái cung ấy thì các bạn cần phải bật mũi tên lên cho mình nhá. Bật cái tâm lên cho mình. Nếu mà các bạn không bật cái tâm lên ấy thì bắn nó rất là khó. Các bạn cần phải căn chuẩn thì mới được. Còn các bạn nào bật cái tâm lên thì căn rất là dễ. Và ở đây sẽ có thêm một cái gậy mới nhá. Gậy phép thuật mới đây. Cái gậy này là gậy bóng tối này. Tiếp theo thì ở đây sẽ có khiên mới và đỡ kiếm này. Đây, ở đây sẽ có một số loại khiên mới. Thì mấy cái khiên này chỉ là tượng trưng thôi, chứ ở trong này thì có rất là nhiều khiên luôn nhá. Đó, vô vàn khiên mà các bạn khám phá. Và đỡ kiếm này. Khiên thì mình sẽ chỉ test một loại khiên thôi. Bây giờ thì mình sẽ review đỡ kiếm trước cho các bạn xem nhá. Đây, đỡ kiếm này. Khi các bạn muốn đỡ kiếm thì các bạn có thể giữ vào. Đó, các bạn có thấy một cái thanh kiếm ở trên thanh thức ăn này không? Là thanh đỡ kiếm của các bạn đấy. Khi cái thanh này hết ấy thì các bạn không thể nào đỡ được nữa nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy nó đỡ chưa? Đó. Khi các bạn hết thì sẽ bị gây đam này. Còn bơ mình sẽ đỡ tiếp này. Đấy, nó không thể nào đánh được mình. Còn khi mình nhả ra này, đó, vẫn bị gây sát thương bình thường nhá. Bơ mình sẽ đỡ này. Đó, còn đây là khiên. Khiên thì các bạn có thể cầm được ở hai tay, tay trái hoặc là tay phải. Các bạn muốn đỡ cái khiên này thì các bạn giữ vào màn hình. Đó, các bạn giữ vào màn hình là các bạn có thể đỡ được cái khiên này nhá. Đây, âm thanh khi đỡ khiên này. Tương tự khi các bạn đỡ ở bên tay trái cũng vậy. Các bạn cần phải ngồi xuống. Khi đỡ ở bên tay trái các bạn cần phải ngồi xuống các bạn mới có thể đỡ được nhá. Ở đây thì sẽ có một loại giáp mới, đó chính là loại giáp băng. Mình sẽ mặc vào cho các bạn xem nhé. Đó, khi các bạn mặc vào thì nó sẽ như thế này. Và giáp này có một công dụng thôi, đó chính là các bạn có thể đóng băng khi đi dưới nước. Đấy, các bạn thấy chưa? Đóng băng này. Khi các bạn đi trên nước này, đóng băng này. Còn đây sẽ có một số loại vũ khí mới nhá. Đó, mình chỉ review như thế này thôi.
Đây, mình còn thêm cái phóng lợn Việt Nam vào này. Đó, các bạn thấy giống phóng lợn không? Đó, rất là giống phóng lợn nha. Và các bạn có thể đeo bên tay trái được nhá. Các bạn cầm hai kiếm này. Cầm hai kiếm thì rất là ngầu. Tiếp theo thì sẽ có sao băng này. Sao băng ở đây này. Đó, thì sao băng này thì sẽ có một... Lâu lâu ấy, các bạn có thấy... Lâu lâu ấy thì các bạn sẽ có những cái sao băng như thế này. Đó, các bạn sẽ có những cái sao băng như thế này rơi từ trên trời xuống. Và các bạn bấm vào nó là các bạn có thể nhặt được những cái bột sao băng. Đấy, bây giờ mình sẽ đính chính lại luôn này. Đầu tiên là sẽ có bột sao băng. Bột sao băng thì các bạn đi lấy những cái sao băng như này thì nó sẽ spam từ trên trời rơi xuống. Sau đó thì các bạn dùng những cái bột sao băng để chế cho các bạn những cái này. Sau khi đã có những cái này thì các bạn có thể chế thành đá sao băng này. Đấy, đá sao băng đây. Và từ khi có đá sao băng rồi thì các bạn cần phải chế cho mình một cái vật phẩm này. Đó chính là gương sao băng. Gương sao băng thì các bạn cần phải gương bình thường. Và các bạn lấy cái đá sao băng về và các bạn chế tạo ra thành cái gương sao băng. Sau khi có gương sao băng rồi thì các bạn chế cho mình một cái có tên gọi là Sky Beam. Đây, Sky Beam thì sẽ cần một cái đá sao băng và oxygen xung quanh. Các bạn sẽ được một cái này. Sau khi đã có cái Sky Beam ấy thì các bạn đặt ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Có một luồng sáng từ trên trời này. Và các bạn có thể dùng cái gương này để dịch chuyển. Đấy, gương này thì các bạn sẽ dịch chuyển về những cái trụ mà các bạn đặt như này nhá. Những cái trụ này gọi là Sky Beam đấy. Các bạn đặt cái trụ này ở căn cứ của các bạn. Và các bạn đi lạc, đi xa mà các bạn không nhớ được về, các bạn chỉ cần lấy cái gương sao băng này ra và giữ vào. Đó, như vậy là các bạn có thể dịch chuyển về cái trụ này rồi. Đấy là phần sao băng. Còn bây giờ mình xem review cho các bạn những bộ giáp mới có trong cái bản Aron Hexit này nhá. Đây, ở đây thì mình cũng có cập nhật những cái bộ giáp như thế này này. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua nhá. Đấy, thì bộ giáp này bạn nào theo dõi trên Hexit PC thì các bạn cũng có thể biết. Và đây là một bộ đồ băng này. Đó, thì đấy là toàn bộ những bộ giáp được thêm vào trong cái bản Aron V12 lần này. Bây giờ thì mình sẽ vào cái cổng Dimension Door này cho các bạn xem nhá. Chắc là các bạn cũng đang hóng cái cổng này lắm rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào này. Đi vào nhá. Đây, các bạn chờ nó load ra nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thấy quen thuộc không? Đấy, rất giống trên PC nhá. Khi vào cái cổng này các bạn tìm lối thoát ra rất là khó khăn. Đây, đó, sẽ ở đây thì sẽ có rất là nhiều cái cửa này. Dịch chuyển này. Đấy, nó lại quay trở lại chỗ cũ này. Mình sẽ phải mò lại những... Đấy, thấy chưa? Vào phát là các bạn bị ăn hành ngay. Vào phát là rơi xuống lava liền. Đấy, thì cái cổng này vẫn còn rất là nhiều cửa ải nhá. Mình sẽ không tiết lộ bí mật của cái cổng này đâu. Đây thì đồ của nó này. Và mình sẽ không khám phá cái cổng này nữa. Mình sẽ để cho các bạn khám phá nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục review tiếp về add-on. Bây giờ thì mình sẽ review con mob có trong cái bản add-on Hexit V12 này. Cũng như là tí nữa mình sẽ đi review công trình cho các bạn xem nhá. Thì ở đây những cái con chocobo mình sẽ không lấy ra nữa. Đây, ở đây thì mình đã lấy ra những cái quả trứng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ spam ra cho các bạn xem. Đây thì hiện tại trong cái bản này nó cũng có cập nhật về những cái con mob như này. Thì những cái con mob có thể có những cái hành động nhá. Đầu tiên là hành động cúi này. Nó sẽ có những cái biểu cảm trên đầu như này. Đấy, các bạn thấy biểu cảm của nó chưa? Và những cái con này thì nó sẽ có những cái hành động của nó. Các bạn có thể thấy nó ngồi hoặc là thấy nó... Đây, các bạn đây, nó ngồi này. Và nó cúi này, cũng như là nó đứng. Đó chính là ba động tác của cái con này. Một là ngồi, hai là đứng, ba là cúi. Đây, đây là những cái con cướp biển cầm súng này. Còn đây là con cướp biển cầm kiếm nhá. Khi các bạn giết con cướp biển ấy thì nó sẽ rơi ra súng nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Khi mình vừa chém xong con cướp biển cầm súng này, nó sẽ rơi ra cho mình một khẩu súng. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ rơi ra súng như này nhá. Đây chính là con hươu cao cổ này. Và V12 này thì nó cũng sẽ cập nhật thêm một số con động vật nhá. Đây, còn đây là con boss mới này, con boss nhện silop này. Con này thì các bạn có thể thấy nó ở trong những cái công trình dưới lòng đất, những cái hang ấy. Các bạn có thể xuống đấy và giết con này nhá. Con này cũng chính là một trong những con boss của Addon Hexit này đấy.
Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những cái công trình có trong cái bản add-on Headset V12 này nhé. Đây, như vậy là mình đã spam ra được hai công trình này. Các bạn có thấy cái máy bay ở đằng xa kia không? Và đây chính là một công trình đảo bay của... Đó, và ở đằng xa kia đây, các bạn thấy máy bay này không? Máy bay này thì nó, các bạn có thấy giống trên PC không? Nhưng mà nó rất là khác nha. Trên máy bay này thì sẽ có một con boss thuyền trưởng, nhưng mà do nãy là mình đã kill hết rồi nên là nó sẽ không có nhá. Đó, các bạn có thể thấy là nó khá là giống trên PC đấy, nhưng mà đã được biến tấu lại một tí. Đây, còn đây là một công trình núi lửa này. Công trình núi lửa này thì ở trong phiên bản V11 đó đã xuất hiện rồi, nhưng mà mình vẫn chưa review cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn xem luôn nhá. Đây thì bên trong cái miệng núi lửa này sẽ có một con boss một mắt. Trên PC, nói chung là nó giống trên PC. Các bạn nào xem trên PC thì các bạn cũng có thể biết. Đá bay này thì trong phiên bản đợt trước thì nó sẽ bay ở gần mặt đất, còn ở đây bây giờ thì nó sẽ được ở trên cao hơn đợt trước nhá. Và nó cũng đã được thay đổi lại này. Xung quanh nó sẽ có những cái lúa như này. Nó sẽ giống trên PC hơn. Bên trong thì sẽ có một cái ngai vàng. Đấy. Đây nha, còn đây là một công trình nhà sàn này. Và bên đây là một công trình tượng cổ. Bên kia là cái đảo Slam nhá, các bạn có thể lên đây để lấy Slam này. Trên đảo Slam lần này thì sẽ có thêm một cái cây, cũng như là có một ngôi nhà Slam ở trên này nhá. Đây, các bạn thấy chưa, trong phiên bản đợt trước thì nó sẽ không có cái nhà này. Bên trong thì nó cũng sẽ có đồ thôi. Đây, có ná cao su rồi này. Và có những cái khối Slam. Dưới đây là cái lồng spawn của bọn Slam này. Khi các bạn đi vào là sẽ spam ra luôn. Kia, đằng xa ở kia thì cũng là một cái công trình mới được thêm vào nhá. Và các bạn thấy đây, những cái này, những cái lá như này và cái đất như này, đấy là khu rừng của bọn Slam nhá. Còn đây thì sẽ có một cái đăng dương này. Đây, một cái đăng dương này. Bây giờ thì mình sẽ xuống cái khu này cho các bạn xem nhá. Đây là một cái kim tự tháp trong rừng nhá. Các bạn tự vào và các bạn tự khám phá cái kim tự tháp này nhá. Bên này cũng có một cái nữa này. Đấy thì công trình nó cũng chỉ có như vậy thôi, và vẫn còn một số công trình khác nữa. Các bạn tự vào và các bạn tự khám phá nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài add-on này.